Dạ chào anh. Dạ rồi thì kính chào anh ha. Dạ rồi anh gửi lời chào đến những khán giả về điều sau này mình bắt đầu anh ha. Xin gửi lời chào tới tất cả cộng đồng mạng và một nửa bên kia của mình nó còn đang ở đâu ấy. Dạ đang phải tìm. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi hôm nay anh đến từ đâu anh cho em hay nè? Anh đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ anh đi về đây lúc nào? Anh đi từ 7 giờ sáng mà đến đây là 11 rưỡi. Dạ. Vâng, với sự nghiêm túc của mình với chặng đường khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn ha anh ha. Vâng, cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho em nghe nhé. Anh tên là Phạm Văn Ngọc, quê quán ở tỉnh Nam Định. Mà anh vào Sài Gòn này là năm 1980 đi bộ đội vào xong ở trong này luôn. Dạ. Thì hiện nay là gia đình anh đang hộ khẩu ở phường Hiệp Thành quận 12. Dạ. Vâng. Anh năm nay 60 tuổi. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân của anh Ngọc là như nào? Tình trạng hôn nhân thì anh lấy vợ ở năm 1994 mà đến năm 2009 thì ni dị. Là 9. 2009, tức là lúc bây giờ cái thằng thứ hai của anh là mới có 3 tuổi đã ni dị. Vâng. Khoảng thời gian đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai nữa không? Từ thời gian ni dị đến giờ thì cũng có 1-2 người. Nhưng mà nói thật với em là tìm một cái người mà đúng như kiểu như tốt toàn vẹn về cái đạo đức rồi về cái cách sống, tức là vấn đề ấy thì hơi khó. Chứ không phải là dễ. Dạ. Cho nên là từ hồi bữa nay đến nay là hiện nay là chưa tìm được một ai gọi là để mà kết hôn lần nữa. Dạ. Công việc hiện tại của anh Ngọc là anh đang làm gì? Anh là hiện tại thì anh là làm dò chả với lái xe. Lái xe 7 chỗ hay ai thuê anh chở thì anh chở. Mà người nào lạ là anh không chở. Ờ vậy đó hả? Vâng, bởi vì lạ thì sợ mình có một mình á, nó giấy đi đâu thì thường thường giấy tờ lại bỏ trên xe nữa, nó thịt mình trong nó bán lấy xe là nguy hiểm. Nên anh không dám. Yeah. Không dám ấy, chỉ có người chở người quen. Người quen thôi. Vâng. Yeah. Người quen hoặc người khác giới thiệu, người quen mình giới thiệu cho người khác. Yeah, yeah. Đến chở đi đâu thì anh chở. Nhưng mà nếu như không có người quen á thì anh thấy cái lượng khách nó có đều không? Cái gì ạ? À cái lượng khách á? Dạ. Yeah. Cũng ít lắm. Bởi vì không có cái lượng khách ngoài nữa thì cứ ai thỉnh thoảng mới có. Vâng. Còn anh lại có cái nghề làm bán bún bò, làm giò chả. Vâng vậy đấy hả? Anh làm giò chả thì đặc biệt không hàn the, không chất bảo quản. Cho nên là làm rất cẩn thận, ai ăn quen rồi thì là họ biết được nó chất lượng thì họ gọi điện thì anh làm, còn không bình thường anh có một mình cho nên là không thể làm xong ngồi chợ bán được. Như vậy thường thường là mối quen thôi. Đấy đúng rồi, mối quen, họ ăn quen rồi chất lượng. Có mắc hơn ở ngoài một tí nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Còn bún bò thì đúng là từ ngày mà dịch đến giờ này mở ra cái là dịch luôn thì thôi không khỏi bán luôn. Có nghĩa là anh mở ra được khoảng độ hơn tháng thì dịch thế là thôi. Và cái thứ hai nữa cũng không có người phụ cho anh thì làm mình không thể làm đúng rồi. Em nghe giọng của anh Ngọc thì anh là người miền Bắc. Anh quê Nam Định. Nam Định ha. Đi bộ đội xong anh vào Sài Gòn luôn. À vậy đó hả? Thế là thấy thời tiết ở trong miền Nam này nó dễ chịu, thế là mới mua đất xây nhà, làm nhà trước khi có vợ mà. Anh có đông con không? Anh có hai đứa, đứa đầu là con gái học ra trường 4-5 năm nay rồi. Còn thằng thứ hai năm nay đang học lớp 12. Rồi bây giờ là ở với anh? Anh lại ni dị xong anh sau này anh bán nhà anh mới chia cho con một nửa. Xong là cho vợ cũ một cái nhà chứ không cần phải chia. Cho luôn. Đấy, bởi vì mình cho con vợ đúng mình rồi. Cũng là cho con mình thôi mà. Cho nên tôi vậy sau đó với cho con thêm hai đứa con là tiền nữa xong nó hùn với mẹ xong bắt đầu mua cái nhà khác. Có nghĩa là bây giờ con mình là nó chiếm hai đứa con chiếm 2/3 cái nhà. Phải giao hẹn với mẹ nó vậy. Quả hai đứa con tôi là 2/3 nhà đấy.
Vâng. Ok, thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho Thành Nguyên biết được tình cảm hôn nhân cũng như điều kiện của anh như nào. Các cô nắm được anh nhé. Rồi cái mảnh ghép mà anh mong muốn bày tỏ ngày hôm nay khi anh đến gặp Thành Nguyên là như nào ạ? À, mình thì cũng không đòi hỏi gì gọi là lớn, nhưng mà có cho phép mình nói được là những cái số bữa trước mà Thành Nguyên cái tên gọi của mấy người trước được không? Thì cái đó là tùy anh. Đây, mình muốn trước mắt là mình muốn thôi được rồi, mình sẽ trả lời cái câu này trước. Tức là ý của mình thì không quan trọng, thì có nghĩa là cứ thương yêu vợ con là được. Đó, chồng con là được. Cái thứ hai nữa là thật thà, cái quan trọng nhất là thật thà. Là anh phải ghi ra giấy như vậy không quên ha. Mình cũng không quan trọng lắm. Đấy, chứ mà chứ còn thực ra trong nấu ăn hay là trong cái việc nội trợ trong nhà hay là những cái việc đi chợ đi búa mình vẫn làm được, sẵn sàng làm hết tất cả, kể cả nấu ăn. Nấu miền món miền Bắc là chủ yếu mình làm được, cái món miền Nam hầu như không biết cách nào. Thì mình muốn là qua mình đã xem của Thành Nguyên từ cái bữa dịch ấy, thì không đi đâu được, thì mình mới mở ra thì mình thấy, nhưng mà từ bữa đấy đến nay không có điều kiện. Thế là hôm nay mình mới tranh thủ lên đây thì cũng xem Thành Nguyên có thể giúp đỡ cho mấy cái số mã số mà bữa trước. Rồi anh nói đi. Là nhất là có chị Hòa ở Bình Long á. Là vì mình cũng thấy là chị cũng lớn, tôi chưa lớn bằng, cũng vẫn thua mình nhiều tuổi, nhưng mà nó có cái là tôi thì bộ đội về phục viên, lương thì ít mà bây giờ cũng không làm gì, thì làm quanh quéo vậy thì tháng cũng thêm, nói chung là cuộc sống của mình trang trải đủ. Nhưng mà thấy chị là cũng muốn tài xế, rồi là cuộc sống cũng gọi là muốn đi du lịch, thì mình thấy cái trường hợp của mình với cái chị Hòa ở đấy là mình thấy thích nhất, hợp nhất. Còn ngoài ra thì mình thấy có mấy cái mã số của chị Phượng là 292 với này chị Vân ở An Giang là 246. Đấy, với một cái chị đấy, nói chung là như vậy. Thì mình muốn trong cái số người đấy mà mình kết nối được cho mình ấy, thì tốt, là tìm hiểu mà được nữa thì ngon. Là trước mắt là có 3 người. Đúng vậy. Trước mắt có 3 người. Mà cái đầu tiên là thích nhất là cái chị ở Bình Long á, Hòa ha. Ngày xưa mình có rẫy ở Bình Long rồi. Ngày xưa anh vất vả vì cái rẫy đấy em ạ. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối mà lỡ hên như anh mà ba cô cục đầu cái một thì làm sao được ta? Thì bắt buộc mình phải chọn một phải trong chọn. Ba, nhưng mà mình thích nhất vẫn là cái cô ở Bình Long. Tức là trước đây mình đã ở Bình Long là một, cái thứ hai là cũng theo ý đúng như ý nguyện của mình mà suốt ngày chạy xe đi thăm người quen rồi đi du lịch. Bởi vì mình thì cuộc sống bây giờ nếu một mình không cần phải ai phải lo no cho mình. Đấy. Thì còn nếu mà chị ấy mà có người khác rồi thì mình đến chậm thì thôi lại Thành Nguyên chỉ dùng cho hai cái cô về sau. Nhưng mà Thành Nguyên cũng phải nói trước với anh Ngọc một điều là vậy. Thành Nguyên ghi nhận cái tâm tư của anh bày tỏ đến cho ba cô. Nhưng mà ví dụ như anh mà hợp duyên hợp số với một trong ba cô á thì quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà trường hợp như không cô nào hồi đáp lại thì anh có mở lòng với những người phụ nữ khác không? Có chứ. Giả sử như người kia họ không, bao trong ba cái người đấy mà họ không, một là họ có rồi mình đến trễ quá, hai là trong quá trình họ tiếp xúc với nhau mà nó cảm thấy nó không được hòa thuận thì mình có thể kết nối với Thành Nguyên là cho mình số của người khác. Không sao. Các cô sau này mà đến với anh thì anh mong muốn điều gì? Thì mình chỉ muốn là một là hiền lành thật thà. Chứ cái chịu khó thì cũng vừa vừa thôi, chứ mình cũng làm được, chứ không phải là mình cứ để hết cho người phụ nữ phải làm. Kể cả vợ có không đi ốm đau bệnh tật, không đi chợ đi búa hay giặt giũ, tôi làm hết từ A đến Z, quét nhà quét lớp. Làm hết cho đến nấu cơm rồi đến bát đũa là tôi sẵn sàng rửa hết, chứ không có phiền hà gì, bởi vì bộ đội về mà. Nó bách nghệ lắm. Sau này mà kết nối thành công rồi thì anh tính hướng tương lai cho hai anh chị như nào? Đấy, hướng tương lai thì cứ
về nếu mà được cái cô ở Bình Long á thì là tốt, còn không thì khi mình thì nói thật là bây giờ là mình thích thì thích ở Đà Lạt cơ, Bảo Lộc cơ, vì thời tiết nó mát đấy. Còn mà không được thì nói chung là hai người thỏa thuận hòa, tức là thảo luận với nhau rồi bàn bạc về cái cư trú cố định sau này sau. Yeah. Chứ không quan trọng ở đâu cũng được hết. Bên nào tốt thì mình sẽ bàn bạc ha anh ha. Vâng. Điểm mạnh và điểm yếu của anh là như nào? À, mình có cái điểm mạnh á là mình hay thương người. Tức là trong cái vấn đề tình cảm nhiều khi mình đối với người trong gia đình cũng vậy, đối với người ngoài cũng vậy, mình cảm thấy mình có mà người khác thiếu cái gì thì mình không nỡ mình để cho người ta phải khổ cực. Đấy. Cái điểm yếu của mình thì lại cũng nằm ở cái đấy. Tức là cũng vì cái tin tưởng với có lòng tốt với người ta rồi cuối cùng tiền bạc nhất là các thứ là cũng không giữ được. Đó, còn cái điểm yếu lúc nãy là đấy thì điểm yếu thì nó có cái thế này. Yếu của mình không biết giữ tiền. Bởi vì nói thật với Thành Nguyên là cũng vì cái tình thương mà cuối cùng mình giúp đỡ cho người khác rồi người khác lại không tôn trọng mình. Rồi cuối cùng thành ra là cũng là cái điểm yếu. Mình hay giúp người khác. Còn điểm mạnh nữa thì mình rất là chịu khó. Mình làm cái gì bất cứ từ cái công việc nhỏ trở đi mà chưa xong, kể cả đến giờ quá giờ ăn cơm rồi mình cũng không ăn, phải xong đã rồi mới đi ăn cơm. Đó, có cái điểm rất là siêng năng. Ngày xưa ở Hải Quân như vậy là máy móc mà hỏng á là tôi chưa sửa xong máy chưa nổ được thì thuyền trưởng kêu lên ăn cơm tôi cũng chưa ăn. Vì nếu mà ăn thì lại phải rửa tay xong lại xuống sửa chữa máy nữa nó bẩn, cho nên là bảo thôi ăn sửa máy xong nổ máy rầm bắt đầu ấy đi ăn cơm nó mới yên tâm. Thật là như vậy, rất siêng năng, kể cả 1-2 giờ buổi tối thì sửa đến 8-9 giờ tối vẫn chơi luôn. Vâng. Thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh Phạm Văn Ngọc ở đây. Và sau ngày hôm nay đó thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp đó đến cho chị Hòa và hai chị kia. Lúc nãy anh nói nhưng mà em nghe chưa kịp. Mà không sao thì đã nằm trên cái clip này rồi. Đúng rồi. Thì một trong ba cô mà cô nào đó mà hồi đáp lại đấy, thì lúc đó Thành Nguyên sẽ cho anh hay. Còn nếu như không đủ duyên nữa thì anh xem kênh của Thành Nguyên thì có ai đó mà anh thấy phù hợp đó. Thì cứ gọi cho Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ gửi số qua. Mình có một cái đề nghị Thành Nguyên giúp đỡ nữa là vì tuổi thì cũng lớn rồi mà xem kênh của Thành Nguyên cũng lâu rồi, nhưng bây giờ mới có điều kiện để xuống đây thì cũng mong á, là bởi vì cái ưu tiên được Thành Nguyên ưu tiên cho báo cho hoặc là càng sớm càng tốt. Bởi vì mình cũng mong rằng vì lính Hải Quân đi đảo Trường Sa cho nên là 17 năm bộ đội đấy anh Nguyên ạ. 17 năm về mất sức. Trước đó là anh là lính Hải Quân. Cho nên anh muốn Thành Nguyên càng giúp càng sớm càng tốt. Thì cũng phải chờ cho cái clip của mình đăng tải lên thì lúc đó bên em mới chứ không thể được, cho kết nối được trước phải không? Dạ đúng rồi, bởi vì kết nối trước người ta đâu biết mình là ai đâu. Rồi ok anh ha. Rồi, tinh thần như vậy đi rồi có sao thì sau ngày hôm nay rồi em báo cho. Rồi. Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn thành công cũng như là sớm ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho anh. Rồi. Mình cũng xin cảm ơn Thành Nguyên và xin chúc Thành Nguyên và gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý và cộng đồng mạng như vậy là theo dõi kênh của Thành Nguyên cũng được mạnh khỏe và làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn anh. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh tin được về vạn sự bình an ha. Cảm ơn Thành Nguyên. Chào.